Gì thơm không? Tối nay có kè gì thơm không? Má ông già này đang hết tiền. Ừ, tối nay là nhập ăn. À, ở đâu? Nói cái kè này luôn. Tối nay nhập ăn ha. Có kè thơm luôn đúng luôn. Đã thấy tôi yếu thì đi kiếm được bài ha. Xin mời các bạn đồng viên vào vị trí. Để làm chấp chấp.